Kính chào quý vị và bà con. Ngày hôm nay thì nhiều vùng biển trên cả nước vẫn duy trì thời tiết xấu, xấu nhất đó chính là các vùng biển phía Nam. Cụ thể là vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm cả phía Tây của huyện đảo Trường Sa. Dự báo ngày hôm nay có gió Tây Nam mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Sóng gió ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang ngày hôm nay cũng nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động. Cảnh báo là gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,50 m với mức sóng cao và gió mạnh nên hiện Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã yêu cầu các hãng tàu và đi ra các hòn đảo thuộc huyện Kiên Hải hay là từ Phú Quốc đi Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá hay là từ Rạch Giá ra Nam Du và ngược lại tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện. Đến khi thời tiết tốt thì mới cho hoạt động trở lại. Sóng gió ở các vùng biển phía Bắc từ Nam Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Ninh Thuận ngày hôm nay tuy không mạnh như phía Nam thì nhưng cũng mưa nhiều, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, tầm quan sát hạn chế dưới 10 km một trong ít nơi có thời tiết tốt ngày hôm nay đó là vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo là ngày hôm nay trời chủ đạo là nắng, mưa có chăng chỉ xảy ra một vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, không làm giảm tầm nhìn. Gió cũng ổn định ở mức từ cấp 3 đến cấp 5, sóng biển cao từ 1m50 đến 2m50. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.